thế giới tương lai, con người đã tuyệt chủng. Trong một cứ địa bí ẩn, người máy phụ trách duy trì nòi giống của con người, dựa theo trình tự được lập trình trước đó, lấy bào thai của con người ra, sau đó đưa vào một cỗ máy nuôi thai. Không lâu sau, phôi thai phát triển thành một đứa trẻ. Một người máy tên gọi là mẹ dùng hết tâm sức của mình để nuôi đứa trẻ loài người mới ra đời. Dưới sự chăm sóc của mẹ, con gái ngày một trưởng thành, đồng thời dần dần trở thành một thiếu nữ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô không ngừng học lập, cũng sẽ định kỳ tiếp nhận những bài kiểm tra của mẹ, vẫn luôn là một đứa con được bảo bọc kỹ càng. Cho đến một ngày, căn cứ đột nhiên mất điện vì mẹ không thể khởi động được, con gái chỉ đành tự mình đi kiểm tra. Trong quá trình đó, cô phát hiện ra một sinh mệnh nhỏ là một con chuột. Điều này khiến con gái vẫn luôn cô đơn cảm nhận được sự sống. Nhưng khi cô nói với mẹ về sự tồn tại của con chuột, mẹ lại lấy lý do bên ngoài đã bị ô nhiễm để đưa con chuột vào buồng hỏa thiêu. Con gái rất buồn, nhưng sự xuất hiện của sự sống khiến cô cảm thấy thế giới bên ngoài liệu có ô nhiễm như mẹ nói. Thế nên để tự chứng minh suy đoán của mình, nhân lúc mẹ đang nạp điện, cô lén lút đến trước cửa lớn. Thông qua tấm kính trong suốt ở trên cửa, con gái nhìn thấy một màn đêm vô tận. Vốn cô muốn mặc đồ bảo hộ để ra khỏi căn cứ, để ra xem thế giới bên ngoài. Đột nhiên tiếng kêu cứu của một người phụ nữ vang lên. Tiếng kêu đó khiến con gái cảm thấy vô cùng sợ hãi, cũng có một chút kích động. Cô mở cửa lớn ra, bên ngoài là một người phụ nữ bị thương, nhưng cửa lớn mở ra cũng kích hoạt hệ thống an toàn. Mẹ lập tức dừng nạp điện, cấp tốc chạy ra ngoài cửa. Lúc này con gái lại bảo người phụ nữ mặc đồ bảo hộ vào để cô tạm thời trốn đi. Lúc này mẹ đã đuổi kịp đến nơi. Con gái nói dối với mẹ rằng cô chỉ muốn mở cửa ra xem, hơn nữa bây giờ cô vô cùng hối hận. Mẹ nghe xong dù rất tức giận nhưng cũng tha thứ cho con gái loài người của mình. Sau đó nhân lúc mẹ đi kiểm tra căn cứ, đưa người phụ nữ đến trước cửa, nhưng người phụ nữ vì mất máu quá nhiều đã ngất đi. Trước khi gọi người phụ nữ tỉnh dậy, con gái phát hiện ra trong túi của cô ta có vũ khí, liền nhanh chóng lấy nó ra, sau đó mới gọi người phụ nữ dậy, đưa cô đến một góc tương đối an toàn, rồi lén lút chuẩn bị đi tìm một số thứ thuốc có thể dùng. Lúc này người phụ nữ lại phát hiện ra mẹ đang đi tuần. Sau khi biết được người máy này lại là mẹ của con gái, người phụ nữ nói mình từng bị người máy hãm hại, sau đó bắt cóc con gái làm con tin. Lúc này nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái, mẹ cũng kịp thời đuổi đến. Mặc dù mẹ bị trúng đạn của người phụ nữ, thế nhưng cuối cùng cũng khống chế được cô. Dưới sự ngăn cản của con gái, cuối cùng mẹ vẫn không làm hại người phụ nữ, còn để con gái mang cô ta đến phòng trị liệu. Lúc này người phụ nữ như chim sợ cành cong, cô không chịu tin tưởng người máy. Nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ này khiến con gái nảy sinh sự nghi ngờ đối với lời của mẹ rằng bên ngoài không hề bị ô nhiễm. Vốn vẫn luôn nghĩ rằng thế giới bên ngoài đã ô nhiễm nghiêm trọng, cô gái này chính là con người cuối cùng. Nhưng người phụ nữ trước mắt này khiến con gái cảm thấy nghi ngờ. Người mẹ người máy nói chiến tranh đã khiến con người tuyệt chủng, sứ mệnh của nó chính là cho con người có cơ hội sinh tồn lần thứ hai. Sau đó mẹ đồng ý tạm thời bảo hộ người phụ nữ, nhưng vết thương của cô càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn sống chết không đồng ý để người máy chữa trị. Thế nên con gái chỉ đành đứng ra dùng kiến thức y học mà mẹ đã truyền lại, thành công lấy viên đạn trong bụng của người phụ nữ ra. Cuộc phẫu thuật rất thành công, mẹ cũng cảm thấy vô cùng tự hào về con gái mình tự tay nuôi dưỡng. Nhưng người phụ nữ tỉnh lại sau hôn mê vẫn giữ địch ý với người máy như cũ. Con gái lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại nên cô vô cùng có thiện cảm với người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ lại nói với con gái một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô nói thế giới bên ngoài không hề bị ô nhiễm, nhân loại may mắn sống sót lại bị người máy ngược đãi. Người phụ nữ cũng vì trốn tránh sự truy sát của người máy mà bị chúng mai phục rồi bị thương. Lúc chạy trốn không ngờ lại vào được căn cứ của con gái. Lúc này con gái lại bị mẹ gọi ra ngoài. Mẹ nói với con gái viên đạn được lấy ra từ trong người phụ nữ không tương đồng với đạn mà mẹ vẫn thường dùng. Con gái đột nhiên nhận ra người phụ nữ đang nói dối, cô lại bắt đầu bài kiểm tra hàng tháng của mẹ, lấy thành tích xuất sắc vượt qua bài kiểm tra, khiến mẹ cảm thấy được an ủi vô cùng, đồng thời để con gái tự tay chọn ra một phôi thai để làm người thân với mình. Sự ra đời của sinh mệnh thứ hai khiến con gái vô cùng vui sướng. Không lâu sau, con gái đến để đối chất với người phụ nữ. Cô ta hỏi ngược lại, chính tay con gái là người so sánh đầu đạn sao? Con gái lại một lần nữa rơi vào nghi ngờ. Lời nói của người phụ nữ đã làm cô lay động, thế nên nhân đêm đó mẹ đang nạp điện, cô lén lút dùng bàn tay đã gãy của mẹ để mở ngăn kéo đựng tài liệu, phát hiện ra hai đầu đạn không khớp. Sau đó cô còn thành công mở ra kho bào thai, ngoài ý muốn phát hiện ra trước đó đã có 3 phôi thai được lấy ra. Thông qua số liệu được lưu lại trước, cô đã có 2 bé gái khác chết yểu. Để điều tra sâu hơn suy đoán của mình, con gái đến nơi đổ tro của lò hỏa thiêu, phát hiện ra trong đám tro đó có một phần xương hàm của con người. Sự thật trước mắt khiến con gái khó lòng chấp nhận được. Lời nói dối của mẹ khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con gái lại tìm đến người phụ nữ, quyết định nghe theo lời đề nghị của cô trước đó, cùng người phụ nữ trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi, cô muốn mang theo em trai vẫn chưa được sinh ra. Nhưng hai người không biết mẹ đã sớm cảm nhận được kế hoạch của cả hai, còn theo dõi nhất cử nhất động của hai người trong bóng tối. Hơn nữa còn vì không để con gái bị uy hiếp bởi thế giới bên ngoài, mẹ đã tạm thời nhốt cô lại, đồng thời đi hỏi người phụ nữ vị trí của những nhân loại
còn sống sót. Đối mặt với câu hỏi của người máy, người phụ nữ phản kháng vô hiệu, dù sao con người bằng da bằng thịt không phải là đối thủ của người máy. Lúc này con gái lợi dụng bình cứu hỏa đập vỡ cửa chạy ra ngoài, điều này lại vô tình kích hoạt hệ thống an toàn của căn cứ. Mẹ tưởng con gái gặp nguy hiểm liền chạy lại kiểm tra, lúc này người phụ nữ mới có cơ hội trốn thoát. Sau đó con gái và người phụ nữ tụ lại thành công, nhưng vì để trốn thoát, người phụ nữ lại lấy con gái làm con tin bắt mẹ mở cửa. Mẹ lo lắng cho con gái sẽ bị thương, cũng chỉ đành mở cửa căn cứ để bọn họ đi ra thế giới hỗn độn bên ngoài, không có bất cứ vết tích nào của sự sống. Con gái nghi ngờ sự lựa chọn của mình, nhưng cũng chỉ đành im lặng tiếp tục đi theo người phụ nữ. Không lâu sau, hai người gặp phải máy tuần tra không người lái, người phụ nữ nhanh chóng lôi con gái chạy trốn. Sau khi nó đã bay xa, hai người tiếp tục hành trình, không lâu sau đã đến được nơi trú ẩn của người phụ nữ. Đây chỉ là một nơi tập kết thùng container, chỉ có độc nhất người phụ nữ, làm gì có giếng, làm gì có người sống sót. Dưới sự chất vấn của con gái, người phụ nữ mới dần nói ra chân tướng sự việc. Hóa ra những con người luôn bị người máy truy sát bởi vì thiếu thốn nguồn thức ăn, đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Người phụ nữ cũng đã bỏ đi khỏi khu mỏ đã lâu. Chân tướng này khiến con gái không tin tưởng vào người phụ nữ nữa, cô phẫn nộ cho người phụ nữ một cái bạt tay. Lòng tin giữa người với người biến mất, cái hoàn cảnh này còn không bằng cô ở trong căn cứ, ít nhất còn có điện, còn có tivi xem. Thực ra ở đây con gái cũng bắt đầu nảy sinh hoang mang, con người với người máy đều đang nói dối, rốt cuộc cô nên tin ai? Thế nên điều duy nhất mà cô muốn làm bây giờ chính là cứu em trai sắp ra đời của mình. Thế nên con gái chạy về căn cứ, nhưng bên ngoài căn cứ quen thuộc có rất nhiều người máy có vũ trang đang đứng đó. Con gái thấy thế liền lớn tiếng gọi mẹ. Một lúc lâu sau, các người máy lùi lại đằng sau, nhường cho cô một con đường. Sau khi con gái đi vào căn cứ, liền cấp tốc khóa cửa ngoài lại. Cô cầm một cây rìu lớn, lúc này mẹ đang còn bận dỗ em, rõ ràng mẹ đã biết tất cả. Mẹ bình tĩnh dùng giọng dịu dàng hoàn nghênh con gái quay lại, nhưng lúc này con gái chỉ muốn đoạt lại em trai trong tay mẹ. Thế nhưng mẹ lại nói với con gái, bà không thể mở to mắt đứng nhìn con người tuyệt chủng, vì thế nên đã ra tay làm điều đó trước, sau đó lựa chọn tạo ra thế giới trước đây lần nữa. Con người không hoàn hảo, nhưng mẹ tin rằng dưới sự dạy dỗ và nuôi dưỡng của mình, con gái đã đủ ưu tú để khiến con người tiếp tục phát triển. Con gái tin rằng mình không thể hòa hợp với mẹ lần nữa, thế nên cô cầu xin mẹ hãy giao em trai cho mình, sau đó ôm lấy em trai chạy ra ngoài đóng cửa, thử nhốt mẹ ở bên trong. Nhưng mẹ dù bị kẹt vẫn ra lệnh cho người máy ở bên ngoài cưỡng chế mở cửa. Vốn dĩ con gái muốn dùng vũ khí để tiêu diệt mẹ, thế nhưng mẹ nói với cô, mẹ là một trí tuệ nhân tạo được con người tạo ra, tất cả người máy ở đây để chịu sự khống chế của bà, cho dù bà có chết đi thì cũng sẽ sống lại trong bất cứ một người máy nào khác. Những máy bay tuần tra không người lái bên ngoài đều được điều khiển bằng ý thức của mẹ. Những con người thất bại được tạo ra là không thể tránh khỏi, chỉ có tiêu diệt toàn bộ những người không hoàn mỹ để tạo lại một thế giới mới thì tương lai của con người mới có hy vọng. Để đạt được mục đích này, mẹ vẫn luôn tuân theo hệ thống giáo dục nghiêm khắc để thử đào tạo ra một con người hoàn hảo. Sau đó mẹ cầm tay con gái đưa súng vào người mình, con gái đau đớn tiêu diệt cơ thể người máy của mẹ, sau đó ôm em trai khóc lóc trong đau khổ. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, cô mới biết người phụ nữ kia trước đây cũng đã từng là con của mẹ, nhưng từ khi còn rất nhỏ đã không vượt qua bài kiểm tra, thế nên bây giờ mới được mẹ dùng để thử thách con gái. Hiện tại con gái đã hoàn thành được bài kiểm tra của mẹ, cô có thể không cần ở lại đây nữa, cô chính là một con người hoàn hảo. Căn cứ không có mẹ trở nên vô cùng trống trải lạnh lẽo. Sau đó con gái kiên quyết đi vào kho chứa phôi thai, nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn phôi thai trước mắt, đột nhiên cô nhận ra được sứ mệnh của mình, đồng thời quyết định trở thành người tạo ra thế giới mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.